Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình, tạc thành 7 cây trụ của người, giết các con thú mình, pha rượu nho mình và dọn bàn tiệc mình rồi. Người đã sai các tớ gái mình đi ở trên các nơi cao của thành, người la rằng: ai ngu dốt hãy rước vào đây. Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng: hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha lộn. Khá bỏ sự ngây dại đi thì sẽ được sống. Hãy đi theo con đường thông sáng. Ai trách dại kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng e nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm tri thức nữa. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên, và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng. Nếu con khôn ngoan thì có ích cho chính mình con, nếu con nhạo báng tất một mình con phải gánh lấy. Đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, trên một cái ghế tại nơi cao của thành, đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng: ai ngu dốt hãy rước vào đây. Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụn là ngon thay. Nhưng người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Chương 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc. Kìa, sư tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, 4 con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe 4 bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi 4 con sanh vật đều nói: Amen.
và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lại. Sách Khải Huyền, chương 6. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: một đấu lúa mì bán một denier, ba đấu mạch nha bán một denier, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng: phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc, và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chương 2. Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua Asuero đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại vả thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng: khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp, và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi, rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập hoàng hậu thế cho vả thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Ở tại kinh đô Susa, có một người Juda tên là Mạc Đô Chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắc của Kích người Benjamin. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia, vua Juda, mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasa, tức là Esther, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc Đô Chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Susa giao phó cho Hegai trưởng quản, thì Esther cũng được đem đến cung vua giao phó cho Hegai quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai
và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn, Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Esete chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình vì Mardochê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Mỗi ngày, Mardochê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần để cho biết Esete có bình yên chăng và nàng sẽ ra thế nào. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Ahasuerus. Họ vào chầu vua như vậy: phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có Sa Ách Ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua và được vua đòi tên mình. Khi phiên Esete, con gái của Abihai, cậu của Mardochê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. Esete được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, Esete được đưa đến cùng vua Ahasuerus trong cung vua nhằm tháng 10 là tháng Tebet, năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Esete. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mardochê ngồi ở nơi cửa vua. Esete y như lời Mardochê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì Esete làm theo điều Mardochê dặn nàng như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Trong các ngày đó, Mardochê đang ngồi nơi cửa vua. Có hai hoạn quan của vua trong bọn kẻ giữ cửa là Bích Thang và Thê-rết nổi giận, toan mưu tra tay vào vua Ahasuerus. Việc ấy thấu đến Mardochê biết, người học lại cho hoàng hậu Esete. Bà Esete nhân tên Mardochê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình. Đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Chương 3. Sau các việc ấy, vua Ahasuerus thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Haman, vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mardochê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mardochê rằng, cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay đặng thử xem sự tình của Mardochê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giuđa. Khi Haman thấy Mardochê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết Mardochê là người Giuđa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mardochê là một sự nhỏ mọn. Người bằng tìm mưu giết hết thảy dân Giuđa là tông tộc của Mardochê ở trong toàn nước Ahasuerus. Tháng Giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Ahasuerus, người ta bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm. Mỗi ngày, mỗi tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Haman tâu với vua Ahasuerus rằng, có một dân tộc tản mạn tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác.
lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá giáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hammedatha người Agag, kẻ cừu địch dân Juda. Vua nói với Haman rằng: bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thơ ký của vua đến. Rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asheru viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng giải biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Juda trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại Kindo Susa. Đoạn vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Susa đều hoảng kinh. Chương 4. Vả khi Mardochê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. Các nàng hầu bà Esete và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mardochê mặc để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà Esete gọi Ha Thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mardochê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha Thác bèn đi ra đến Mardochê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mardochê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Haman đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Juda. Người cũng đưa cho hoạn quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Susa đặng tuyệt diệt dân Juda, để hoạn quan chỉ cho bà Esete xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua trước mặt vua, nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha Thác bèn trở về thuật lại cho bà Esete mọi lời của Mardochê. Bây giờ bà Esete nói với Ha Thác và sai người nói lại với Mardochê rằng: các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày dài tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuật lại cho Mardochê các lời của bà Esete. Mardochê biểu đáp lại cùng bà Esete rằng: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Juda khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà Esete bèn biểu đáp lại cùng Mardochê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Susa, rồi hãy vì tôi kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết.
Mardochê bèn đi và làm theo mọi điều bà Esate đã dặn biểu mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.